Trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thường nghe những câu như ghét của nào trời trao của nấy, gieo nhân nào gặp quả đấy, hay tin gì có đó, hoặc là những câu như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào con đấy, vân vân. Hoặc trong cuộc sống tâm linh thì chúng ta vẫn thường thấy người ta thường hay cúng bái để cầu mong những điều tốt đẹp đến với cuộc sống và mong muốn kinh tế làm ăn phát đạt, hoặc là những lời cầu nguyện cầu mong những điều tốt đẹp đến với con người, đến với thế giới, vân vân. Và tất cả những điều này ở phương Tây người ta gọi là luật hấp dẫn. Và theo luật hấp dẫn thì bất cứ điều gì mà chúng ta tập trung vào thì chúng ta sẽ thu hút điều đó vào cuộc sống của mình. Bất cứ việc gì mà chúng ta dành công sức, suy nghĩ, hành động thì những việc đó sẽ quay ngược lại với chúng ta. Do đó, nếu chúng ta tập trung vào những điều thiếu thốn, những điều khó khăn trong cuộc sống thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ hấp dẫn, thu hút những điều đó vào cuộc sống của mình. Và ngược lại, nếu chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp, chúng ta biết ơn những điều tốt đẹp, những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ hấp dẫn những điều đó vào cuộc sống của mình. Do đó, để thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn thì chúng ta cần phải tập trung những điều mà chúng ta mong muốn, và chúng ta hãy biết ơn những điều mà chúng ta đang có. Chúng ta hãy biết ơn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của chúng ta thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Chúc mọi người có một cuộc sống tốt đẹp, sức khỏe và niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.